Chào, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bảng Carnot để tối thiểu hóa một số các hàm logic cơ bản. Chúng ta hãy bắt đầu video. Để có thể giải được các bài toán về tối thiểu hóa các hàm logic, chúng ta cần phải rõ hai khái niệm về chuẩn tắc tuyển và chuẩn tắc hội. Thứ nhất, chuẩn tắc tuyển là tổng của nhiều thành phần, mỗi thành phần là tích. Ví dụ ở đây, tổng của nhiều thành phần là AB, A ngang B, C ngang là hai thành phần, và đây là tổng của hai thành phần này, thì đó là chuẩn tắc tuyển. Trong bảng Carnot sẽ biểu diễn chuẩn tắc tuyển với số 1, và khi đề bài có dấu tổng như thế này thì chúng ta sẽ giải bài toán theo chuẩn tắc tuyển. Còn chuẩn tắc hội là tích của nhiều thành phần, mỗi thành phần là tổng. Ví dụ như ở đây, đề bài ra thì sẽ, đối với cái bài các bài chuẩn tắc hội thì sẽ có ký hiệu như này, và khi mà biểu diễn trên bảng Carnot chúng ta sẽ biểu diễn chúng bằng các số 0, tức là các bit với trọng số thấp. Ok, đây là bảng Carnot để giải bài toán có 4 bit, là 4 bit đầu vào là ABC, thì sẽ có 5 hàng và 5 cột được vẽ như thế này, các thứ tự 0, 1, 2, 3 và 14, 15 các thứ ở đây là cái nơi mà chúng ta sẽ điền số 0 hoặc là số 1 vào trong cái bảng này. Đây là bảng vẽ với A là bit có trọng số lớn nhất và D là trọng số nhỏ nhất. Chúng ta hãy cùng giải thử một bài tập. Bài tập số 1, tối thiểu hóa hàm logic F có 4 bit ABCD và bằng tổng của 0, 2, 5, 7, 10, 12 và 15. Chúng ta sẽ cùng vẽ vào bảng Carnot. Vì đề bài là tổng nên chúng ta sẽ dùng chuẩn tắc tuyển, tức là sẽ điền các số 1 vào các ô này. Thì mình đã điền rồi. Bây giờ chúng ta hãy khoanh các vùng lại. Về nguyên tắc để phụ cái bảng này thì đầu tiên là sẽ phụ các định đối xứng nhau. Đây, một ở đây và một ở đây. Tiếp theo, một ở ngoài này và một ở vị trí số 2. Tiếp theo là hai cái gần nhau, là hai cái này và số 1 này. Thì nguyên tắc để phụ thì nó sẽ theo công thức là 2 mũ n. Ví dụ 2 n bằng 0 thì sẽ phụ 1 là cái này, như cái này. N bằng 2, 2 mũ n bằng 2 mũ 2 bằng 4 thì sẽ phụ 4 ở đây. Còn nếu n bằng 1 thì sẽ phụ 2. Luôn luôn phải phụ theo nguyên tắc 2 mũ n này thì mới chính xác được. Sau khi đã phụ đúng và phụ xong rồi, chúng ta sẽ đưa ra cái hàm rút gọn, hàm mà đã được tối thiểu. Ok, bắt đầu. Chúng ta hãy nhìn phụ đầu tiên là ở vị trí số 2 và 10. Ở đây, nhìn gióng sang bảng A. A đi từ 0 đến 1, loạn. B 0, 0 sẽ viết xuống là B ngang. Nhìn đây, C và D thì không thay đổi, C là 1 nên giữ nguyên C. Tiếp theo, D cũng không thay đổi nhưng D là 0, vì đây là chuẩn tắc tuyển, vậy nên D sẽ phải là D ngang. Chúng ta tiếp tục với phụ số 2, vị trí 0 và 2. Ở phụ này, A và B đều bằng 0 vì nó ở ngang hàng. Ta sẽ có AB, A ngang, B ngang. Nhìn vị trí C thay đổi từ 0 đến 1. Loại D từ 0, 0 thì sẽ có là A ngang, B ngang và D ngang. Chính là cái này. Tiếp theo phụ này cũng tương tự như vậy. A đi từ 0 đến 1, loại B 1, 1 thì sẽ có B. CD ở đây đều là 1. Thì cái phụ này, phụ 17 và 15 này sẽ có đáp án là BCD, chính là cái này. Tiếp theo, phụ 5 và 7, E0
thì sẽ có A ngang. B này, B đi từ 0 đến 1 này, 0 1 thay đổi thì sẽ loại. Tiếp theo C ở đây từ 0 đến 1 thay đổi loại. D là 1 1 thì sẽ giữ nguyên. Thì sẽ có cái này. Đáp án như này. Phụ còn lại A1, B1, C0, D0. E1, B1, C0, D0. Bài vừa rồi có thể sẽ hơi căng thẳng với một số người, nên chúng ta sẽ làm một bài dễ hơn, cũng là tối thiểu các hàm logic F, A, B, C, D bằng tổng của các số ở đây. Mọi người có thể thấy, mình sẽ không đọc. Xác định được đây là tổng. Tổng thì là chuẩn tắc tuyển. Chuẩn tắc tuyển thì sẽ điền số 1 vào bảng Carnot. Ok, let's go. Đây là bảng Carnot và mình đã phụ luôn rồi. Mình nhắc lại nguyên tắc phụ là nó sẽ phải tuân theo quy luật hai mũ n. Ví dụ n bằng 0 thì là hai mũ n, hai mũ 0 sẽ bằng 1, là khoanh một cái số 1 này này. N bằng 1 tức là hai mũ 1 bằng 2 sẽ được khoanh hai vị trí này. Tiếp theo n bằng 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 2 thì sẽ là hai mũ 2 là bằng 4. Thì sẽ được khoanh 4 ở đây, như ở đây. Tiếp theo cách cách để khoanh. Chú ý đến các điểm đối xứng trên và dưới như đây. Vị trí 3 2 này và 11 10. Đấy thì mình đã khoanh phủ ở đây. Và một nguyên tắc nữa là phải khoanh như thế nào để cho nó phủ được càng nhiều định càng tốt. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Phụ số 1 là từ vị trí 0, 4, 12, 8. Nhìn vị trí của A. Thấy A là 0 này, 0 này, 1, 1. Cứ khi nào mà nó thay đổi từ 0 sang 1 hoặc từ 1 sang 0 thì mình sẽ loại. Đó là với những bài trong chuẩn tắc tuyển. Tiếp theo B. B cũng cùng hàng với A, 0, 1, loại. Chúng ta có thể thấy đây CD luôn ở 0 khi mà gióng xuống. Trong chuẩn tắc tuyển cứ vị trí số 0, 0 này thì nó sẽ phải đảo lên. Thì sẽ có ở đây CD đây. CD đảo. Hai vị trí 0. Phụ tiếp theo 5, 7, 13, 15. Quan sát vị trí A. A thay đổi từ 0 đến 1 loại, không viết vào. B 1, 1 thì sẽ có B. C này, C thay đổi này. D không thay đổi. Như vậy sẽ có BD. BD đây. Tiếp theo phụ 13, 15, 9, 11. Nhìn vị trí của A 1, 1 được. B 1 đến 0 thay đổi loại. C là 0, 1 loại. 1, 1 không thay đổi, chọn. Thì nó sẽ là A này. A và D đúng không nhỉ? Đúng rồi, A, D. Chính là cái này. Phụ cuối cùng là hai vị trí đối xứng nhau. A đi từ 0 đến 1. Hai vị trí này nhé. A đi 0 đến 1. Loại. B từ 0, 0. Chúng ta sẽ chọn. B bằng 0 sẽ đảo ở đây. Nhìn tiếp hai vị trí này. C đi 1, 1 này. Thì sẽ chọn C. Chính là cái này. Còn D là từ 1 đến 0 thì sẽ loại. Ok, video này mình chỉ làm đến đây thôi. Vẫn còn bài tập về phương pháp chuẩn tắc hội nhé, đúng không nào? Nếu bạn muốn mình làm thêm những bài tập, giải những bài tập này tương tự như này, thì có 3 bước. Bước số 1, ấn đăng ký kênh. Bước 2, ấn vào chuông. Và thứ ba là comment xuống để cho mình biết, để mình có thể ra những video dành riêng cho bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.